Đấy, cái này nó ăn đồng loại nhau này. Đó, con chuột nó tự ăn nhau nhé. Giờ nó ăn hết mì rồi. Giờ có con này đi sâu nó đói quá, nên ăn luôn cái đồng loại nó. Tổng kết hai đợt này, đi bây giờ là 2 giờ rồi. Ở bên kia là làm ruột hết rồi. Bên này là đi đợt 2. Xin chào mừng tất cả mọi người đến với trên hồ của mình nhé. Hôm nay thì lại một cuộc hành trình nữa đi rừng cùng với anh em tem thợ rừng. Hôm nay là bọn mình sẽ đi đặt bẫy một cái loại bẫy chuột và lại đi coi mấy cái bẫy chồn bữa trước nha mọi người nhé. Bây giờ là mình đang ở trên đồi, bắt đầu là xuống dưới chân đồi nhé. Tại cũng là buổi mưa sáng sớm này, để xem mình có gặt hái được cái gì hay không. Xin mời tất cả mọi người cùng hướng lên màn hình và tiếp tục theo dõi cuộc hành trình này. Bây giờ bắt đầu đặt bẫy mọi người nhé. Hôm nay mình đi theo tem thợ rừng chỗ cái vùng biên giáp Campuchia mọi người nhé. Đó, cuộc sống của mấy anh là sống ở rừng là như thế này thôi, đi tìm kiếm thức ăn thì cũng khá là vất vả luôn. Bây giờ là phụ thuộc vào cái bẫy chuột này hết mọi người nhé. Thank you.
Cái đó có không? Chưa chưa. Chưa chưa hả? Nhi là có không? Bay đã. Này, quả nhót này mọi người này, còn săn này. Ở đó một cái ở dưới kia. Không biết là cái cây nó chỗ nào đây. Thấy nó rụng ở đây, đây đây. Đây một cái này. Cái này chín này. Ở đây nhót rừng hơi bị hiếm đấy. Nhưng mà lại có này. Chua lắm mọi người ạ. Đây thêm một ăn nữa. Hôm nay đi với 4 ăn thợ rừng. Đi. À thấy luôn quá. Đây, chuẩn bị làm bẫy cho con chim cỏ kiến mọi người nhé. Để xem như nào, hồi nãy vừa mới thấy con mẹ nó chui từ đây ra. Bây giờ là nhờ hai anh thợ rừng làm cho. Nó có bẫy thông lộng này. Nó có rồn. Có thịt tới đây ăn là. Đó, bây giờ xong rồi mọi người nhé. Để xem thành quả như thế nào đây. Rồi, mọi người cùng chờ đợi nhé. Cá suối này. Quá là nhiều luôn. Cái này là được một dĩa rồi mọi người nhé. Được nó làm gì đúng không ấy? Ăn đi, ngon lắm. Cuối cùng cũng đặt bẫy xong rồi, bây giờ trở về trại lán thôi. Lửa đã có sẵn luôn, rất tuyệt vời. Chá lò á? Sau một hồi đi bẫy, bây giờ thì tất cả anh em đang chuẩn bị ăn cơm rồi. Mọi người, tất cả mọi người cùng ăn cơm nhé. Đấy, sơn hào hải vị. À, của rừng cho thôi. Không chạy chạy ra, đĩa đó. Ôi mấy. Đó. Đẹp chứ, dọc. Vừa mới đi soi bây giờ là có được một em chuột cống mọi người nhé.
Rồi. Tháo thôi. Hôm nay đi với mấy anh thợ rừng này. Đó. Đi xoài được một lúc mọi người nhé. Bây giờ là giờ là thì bắt đầu đi tiếp. Xem em đi. Mùa này còn chuột cóng thôi mọi người ạ. Cho có quẩy. Đi. Dùng rất là dùng. Chạy vào đi. Được hai con liên tiếp rồi mọi người ạ. Biết bây giờ là những chặng đường tiếp theo sẽ như thế nào đây? Đoạn đường thì nói nhỏ thôi mọi người nhé. Mình gặp con này con kia thì để mình còn biết đường mà xử lý. Đấy. Ngày hôm nay mình đi mình cũng mang cả lá thun đi này, nên là mình cũng phải đi từ từ. Nếu gặp mấy con phu ly hoặc là mấy con chuột mình cũng có thể là bắn được nó nhé. Thế nào này? Đi ban đêm mà khó thấy lắm mọi người ạ. Ban ngày còn có thấy, ban đêm đi soi thế này cũng hơi vất vả đấy. Thêm một em nữa. Cái này là nhỏ thôi mọi người. Bây giờ để cho anh nhờ kêu tháo. Thêm một em. Này là sáng thôi. Con nhỏ thôi. Đến đoạn nước rồi. Để xem mà có con ếch hay không này. Đấy, cũng không có luôn. Một con. Đây 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 đây. Cứ đều đều là thế là được. Thẳng diễn đồ thấy không? Cái này là rất là kỹ luôn. Phải như thế này đặt mới dính mọi người nhá. Con đây rồi, những gà rừng mọi người ơi, mất bẫy rồi, để đi kiếm thôi. Cho được nhỉ, ông sập lại cũng đồng ở bên này. Ôi này thì hơi khó đấy mọi người.
Kiếm gà rừng không thấy mọi người ạ. Bây giờ là tiếp tục đi coi bẫy. Được thêm một con chuột nữa. Tiếc quá. Chắc là trúng con trĩ, nó trúng ngay chỗ chân nó thôi. Đi kiếm miết không thấy. Giờ đi xem bẫy chuột tiếp nhá. Tiếc quá. Tiếc gà rừng. Tưởng có gà rừng để băm, ngon lắm. Một em. Lại thêm một con nữa. Hôm nay đã có cái đồ để review cho mọi người rồi này. Con sống. Chiến lợi phẩm tối nay của anh em mình đây. Đón phai cho cá đó coi được lọt đâu. Bạn bắt gì không? Bao nhiêu con rồi? Chưa đếm hả? Bên này một ít này. Này toàn chuột nhỏ không mọi người ạ. Quá đã luôn mọi người đây. Đó, thấy chưa? Một đêm khá là vất vả luôn. Bây giờ cũng 12 giờ rồi. Còn một đường nữa mình chưa coi. Nhưng mà bây giờ mệt quá. Chắc phải nghỉ ngơi sáng mai mới đi coi lại. Bây giờ đi soi đợt 2 mọi người này. Cũng được khá khá. Hiện tại cũng là 12 giờ rồi. 12 giờ. Chắc là phải hơn 2 tiếng nữa mình mới là lại trở về lán. Hồi nãy là cũng về một lượt rồi. Bây giờ đi cái đường này nữa để xem nó như thế nào. Đây không có hả? Không kiến hả? Toàn kiến bu mối. Gà rừng đang dãy. Không có con nào không? Tí nữa đi coi cái bẫy, hồi nãy làm cái bẫy chim nhé. Hồi sáng. Đâu? Đi qua. Cái này cũng đẹp mà. Không dính tiếc nha. Đấy, kia một con kia. Bay đi. Bây giờ quay một đoạn là được một cái con chuột đuôi dài nè mọi người. Khá là bự con luôn. Đấy, mọi người đã nghe cái tiếng gà rừng nó gãy không? Sắp sáng rồi.
tới chỗ đoạn à, nãy đi làm bẫy chim nhé. Bây giờ à, chỗ này nó rộng lắm, đi phải tư rút mọi người ạ. Xem đi coi bẫy chim có dính hay không. Đâu rồi, à, dưới kia kìa, xem dính chưa. Khả năng là nếu mà nó không về thì chắc nó không dính đâu. Nó về thì chưa chắc nó dính luôn. Do mình làm một cái dây dù, có cái dây cước thì tỷ lệ dính sẽ cao hơn. Đó. Chết rồi. Đấy. Ra rồi mọi người ơi. Không dính hả? Trời ơi, không dính. Nó ra rồi, đây này. Rồi, bây giờ lại mình làm lại cái này. Có dây cước thì chắc nó dính luôn rồi. Đâu đâu. Okay. Thấy không? Đúng. Con lò sâu lắm. Đây, cái này nó ăn đồng loại nhau này. Đó, con chuột nó tự ăn nhau nhá. Giờ nó ăn hết mì rồi. Giờ có con này đi sâu nó đói quá. Nên ăn luôn cái đồng loại nó. Tổng kết hai đợt này. Đi bây giờ là 2 giờ rồi. Ở bên kia là làm ruột hết rồi. Bên này là đi đợt 2. Chưa làm. 2 giờ. Nhìn này, chuột rất là đá luôn, một bãi luôn mọi người này. Con này là món băm láp này. 23 giờ. Quá ngon luôn. Bây giờ là ăn khuya 2 giờ nhá. Bên này là lòng đắng chuột này. Đó, còn có một miếng cơm. Ăn thôi. Bây giờ là ăn đây này. Nhậu thôi. Bỏ, trời nhà bỏ. Quá ngon luôn mọi người ạ. Đấy. Ngon, trời nhà rồi kìa lắm. Bấm mấy con đó, ăn ăn nhiều. Đây. Đây là rượu đây. Đây, đó. Đây là nước uống, gọi là nước nói. Nước say. Vô vào tôi ăn đi. Đi. Đã chờ nhau. À, và lũ phải dành cho mưa ăn chè. À, mở ra không ai được. Giờ thì muốn xin mời mọi người cùng ăn cơm nhé. Và sẽ nghỉ ngơi tại đây và hẹn gặp lại mọi người trong phần tiếp theo trong chuyến hành trình đặt bẫy chuột trong rừng nhé.